Linh có thấy mệt không em? Không chị ạ. Chị thấy là mặc dù bây giờ cũng quá giờ trưa rồi nhưng mà em cũng lúc nãy em vừa mới vào chị em ăn trưa rồi đúng không? Thì chị xin phép chia sẻ lại về cái liệu trình của em một chút nhé. Khi mà làm máy hơi tổng giờ đông khách quá. Còn 15 phút nữa nhé. Khi em cứ báo đàn là cho chị một hộp sữa với cả bánh nữa thêm nhất để ăn trưa không sợ đói. Với liệu trình dịch vụ này thì chị sẽ chia sẻ lại hình ảnh của Linh nè. Các bạn cùng nhìn trên màn hình thì sẽ thấy là lượng mỡ thừa của Linh khá là nhiều và chỉ tập trung ở phần bụng thôi. Trước đây thì em cũng không phải là quá béo đúng không nào? Lúc đấy là em bao nhiêu cân? Lúc đấy em chỉ khoảng tầm 53 chị ạ. Nhưng mà mỡ chỉ tập trung phần bụng thôi. Em nói to giúp chị một xíu nhá. Khi mà làm về liệu trình dịch vụ này thì cho đến thời điểm này chị thấy là em nằm đã lộ ra cái đường cong trên phần cơ thể của em rất rõ ràng rồi. Em có thể chia sẻ cho chị là em đã giảm được bao nhiêu cân và bao nhiêu cm trên số đo phần bụng không? Em giảm được khoảng tầm 7 cân, 1 cân rưỡi chị ạ. Mà nhưng mà tập trung chủ yếu vào bụng. Tập trung chủ yếu bụng. Em giảm được tầm 17 cm. Trời ơi, giảm quá nhiều như vậy. Có nhiều khách hàng rất là sợ khi là giảm mỡ xong mà da mình bị trùng, bị nhăn. Và bạn Linh thì các bạn có thể nhìn thấy một minh chứng là mặc dù giảm 17 cm số đo bằng bụng nhưng mà bụng vẫn rất là săn chắc nhá. Mấy ngày thì em thấy hiện tượng đào thải Linh? Đầu như là em gọi cho chị đấy. Thì lúc đầu em sốt ruột lắm mà em gọi chị suốt. Mãi không đào thải đúng không? Vâng, tầm 13 ngày thôi chị ạ. Một tiếp em mà bắt đầu đào thải thì nó chỉ ra ít thôi. Em mặc dù thấy ra nhưng mà em cũng cảm thấy thật sự là rất sốt ruột. Lúc đấy em xin lỗi là em cũng làm phiền chị hơi nhiều. Nhưng mà sau như thế đấy gần khoảng một tháng thì nó bắt đầu ra nó nhiều hơn. Mà nó ra ồ ạt luôn ý. Ngay hôm đấy em cảm giác em đo ngay cái thời gian đấy, em đo có những hôm mà nó xuống được 6-7 cm ngay hôm trước hôm sau. Thực ra thì chị hiểu cái tâm lý của khách hàng khi mà thấy những khách hàng khác giảm rất là nhanh nhưng mà mình lại chưa thấy hiện tượng đào thải, cho nên là chị nhớ là thời gian đấy Linh cũng liên tục gọi cho chị là tại sao mà em chưa thấy đào thải được nhiều mà nó ít như thế này. Mà lúc đấy em sốt ruột lắm. Bởi vì là mô mỡ của mình nó cũng khá chắc và tập trung, cho nên là trong quá trình làm thì có thể quá trình đào thải sẽ chậm hơn một chút nhá. Nhưng mà cho đến thời điểm bây giờ thì em vẫn thấy là cái cơ thể của em rất là tốt đúng không nào? Bây giờ em đang mặc đồ size gì rồi so với trước đây? Chị sử mặc size XS rồi chị ạ. Size XS rồi. Bây giờ chị thấy là phần bụng rất là đẹp luôn. Em vẫn mặc quần áo mặc dù là ở trên nhỏ nên là em mà cái bụng nó to quá nên em đa phần mặc đồ nó xòe rồi. Nhiều người hỏi em là sao vậy, để lâu rồi mà con mặc lại đầm bầu làm gì. Nhưng mà thật sự là nếu mà không mặc cái thế thì nó không thể nào mà che được. Khi mà đến tư vấn thì Linh cũng có chia sẻ với chị là trong quá trình mà mình sau khi sinh con xong rồi thì bế em bé thì cũng không được tự nhiên thoải mái bởi vì lượng mỡ thừa nhiều và vấn đề về tay đúng không em? Nó gây chèn ép nên là đấy em bị viêm ống tay. Thế là khi vừa béo thì em gặp phải khó khăn gì? Bởi vì công việc của em chủ yếu là làm thủ công ở nhà. Nên là em phải ngồi làm cái công việc rất tỉ mẩn. Cũng thế mà em phải đứng lên ngồi xuống ấy. Thì bởi vì cái lượng mỡ nó lại tập trung quá nhiều bụng cho nó không toàn dàn đều cơ thể nên là cái khung xương của em ấy là lưng và eo và hông nó không chịu được. Mỗi một lần em đứng lên cảm giác như là cái chân cái eo của em nó bị tê. Đứng lên được luôn mà ngay đâu chị ạ. Bây giờ thì em thấy tình trạng như thế nào rồi, cải thiện hơn lên rất nhiều chứ? Nhưng mà em đang ngồi làm mà con em nó cái gì đấy em có thể nghe tức em bật dậy em đứng lên nó ngay nhẹ nhàng hơn đúng không? Rồi mà cảm em đùm lên nó đúng rồi chị ạ, vận động nó nhanh nhưng mà mình cảm thấy nó không có vướng gì hết, không bị mệt. Chứ còn trước là không thể nào mà bất ngờ bật dậy lên thì không thể phản xạ nhanh như vậy được đúng không ạ? Phải đứng một lúc thì mình có thể đi lại được. Anh xã của em có biết là em bé qua Korea để làm liệu trình này không? Trước thì em hay bởi vì cái tính chất công việc của em là em vừa làm tay nhưng mắt em phải xem phim để cho phân tán tức là để cho mình tập trung vào công việc hơn. Xem phim Hàn Quốc hả? Vâng đúng rồi chị ạ. Bây giờ chị em đã thích phim Hàn Quốc mà. Khi chồng em cứ thấy em cứ xem cái video của bên Korea mình thì chồng em bảo thì bây giờ không xem Hàn Quốc nữa mà xem Korea. Tức là đổi gu đúng không? Đổi gu. Chồng em tưởng em nghiện. Thế thì không biết là chồng em có cảm nhận như thế nào về liệu trình của em? Chồng em ngạc nhiên, chồng em thực sự là rất ngạc nhiên. Không thể tin được. Lúc đầu tiên chồng em còn trêu em bảo là thôi có phí tiền rồi. Phí tiền rồi đúng không? Bởi mãi em thấy là chồng em cứ nói như thế này em sốt ruột em gọi chị nhiều. Xong rồi mà đến cái hôm mà nói em... chung là cái áp lực từ các ông chồng mang đến là còn nhiều hơn áp lực từ bản thân chị ạ. Bởi vì đa phần phụ nữ lấy chồng rồi
Ừ. Chồng có con rồi, kinh tế cho chồng, kinh tế cũng phụ thuộc vào chồng. Thế nên là sau khi em giảm ngay lần lượt là ra ồ ạt, nó gọi đào thải ồ ạt. Thế nên là chồng em ngang nhiên lắm. Chồng em mà không ngờ rằng là À, tiếp theo nữa là bây giờ là công việc làm tại nhà, thứ hai nữa là con rất nhỏ như vậy thì nó có ảnh hưởng gì về sức khỏe của em không? Không chị ạ, nhà em ngay gần Milatech với cả thì nhà em cũng hay ra đấy để có cái gói kiểm tra chị. Thì bởi vì sau khi làm nhiều thì chồng em cũng sợ thì mới ra đấy để đăng ký một cái gói để kiểm tra lại cái về sức khỏe tổng quát và những cái chất trong cơ thể mình thấy rất là bình thường hết. Thậm chí là cả cái thì ung thư thì cũng không sao cả, không có gì cả. Em vừa kiểm tra lại xong. Vâng, rất là tốt, cải thiện về sức khỏe. Thực ra thì qua livestream này á thì chị cũng xin phép chia sẻ với Lan và các bạn đang với Linh và các bạn đang theo dõi livestream của Viện Thẩm mỹ biết là với cái liệu trình dịch vụ giảm mỡ bằng tinh chất Martin thì cho đến thời điểm này Viện Thẩm mỹ Korea đã áp dụng và điều trị sang năm thứ 7 cho gần 30.000 trường hợp khách hàng. Và hiệu quả thì rất tuyệt đối, cho nên là có nhiều cơ sở nhái lại danh của Viện Thẩm mỹ Korea hoặc là có những hình thức mời chào gần na ná tên và sản phẩm của Viện Thẩm mỹ. Đấy, vì vậy là qua livestream này thì anh cũng xin phép chia sẻ luôn cho các khán giả đang theo dõi có thể là lựa chọn Viện Thẩm mỹ đúng đắn và lựa chọn dòng sản phẩm thật sự an toàn và có lợi cho sức khỏe. Cái này thì chắc là Linh là người nắm rõ nhất, bởi vì khi mà em có chia sẻ bác Huy Anh là hồi mà em vừa để lại số điện thoại đã có một bên khác gọi điện luôn cho em, đúng không? Đúng rồi. Và nhưng mà em lại thấy nó có vẻ không địa chỉ lắm. Khác địa chỉ khác và số điện thoại cũng khác nữa. Thế nên là em mới phải gọi cho chị Huy Anh ngay. Thực ra thì có nhiều khách hàng còn như thế này này, đến Viện Thẩm mỹ và vừa lúc sáng chị cũng có một khách hàng đến là nó cái bạn này hay live stream này, lúc nãy cũng vừa sang một cơ sở khác nhưng mà không có bạn này, không thấy bạn nữa thì chắc là chắn là không đúng rồi, tại vì bây giờ là rất nhiều cơ sở mạo danh dưới hình thức là Viện Thẩm mỹ Korea hoặc có liên kết với Viện Thẩm mỹ Korea. Thì và anh xin phép nhấn mạnh lại luôn là hiện tại Korea chỉ có hai cơ sở duy nhất, cơ sở số 1 tại tòa nhà số 99 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội và cơ sở 2 tại số 1 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1. Ngoài ra Viện Thẩm mỹ Korea không có bất cứ một viện thẩm mỹ nào liên kết cùng Korea tại các cơ sở tỉnh thành khác hoặc sử dụng dòng sản phẩm của Viện Thẩm mỹ là không có. Mong các bạn là vui lòng inbox trực tiếp vào trang fanpage của Viện Thẩm mỹ hoặc qua một trong hai địa chỉ duy nhất mà người anh vừa nêu tên để được các chuyên gia sẽ kiểm tra và tư vấn kỹ hơn, hoặc gọi theo số hotline 091 185 9999 nhé. Cảm ơn Linh về những chia sẻ của em nhé, và chúc cho em sẽ ngày càng khỏe mạnh hơn nữa, hạnh phúc hơn nữa em nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi clip livestream của Viện Thẩm mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại trong những livestream tiếp theo.